Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh RDE, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án IPO, các dự án IEO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với dự án Julie Oliver. Tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn cần vào link phía dưới phần mô tả video, sau đó các bạn đăng nhập với tài khoản Twitter Google. Ta sẽ làm nhiệm vụ đầu tiên, đó là chúng ta sẽ follow kênh Twitter của dán Julia Oliver. Mình đi nói lại trang rồi. Ok, hôm nay thì không gặp sự cố gì cả. Ta nút vào đi. Tweet một bài đăng ở trên Twitter, chúng ta nút tweet. Trở lại chúng ta sẽ ấn nút vào đi. Join vào group Telegram của dự án. Khi join các bạn nhớ ấn vào nút I'm not a bot nhé. Join tiếp vào một kênh Telegram tiếp theo. Visit website, các bạn ở lại vài giây. Follow Twitter của nguồn iRope. Ở đây mình đã follow từ trước rồi anh em nhé. Chọn vào phần vari, lưu tiếp bài đăng, chọn vào nút vari, tiếp tục lưu tiếp thêm một bài đăng nữa, nó yêu cầu lưu tiếp và test 3 người, giờ mình không test, mình đi tiếp rồi, được chưa? Giờ mình chỉ ấn nút vari thôi, join vào các kênh Telegram của nguồn liên kết. Kênh thứ nhất mình đã join rồi này. Kênh thứ hai này. Đấy, cũng join luôn rồi anh em nhé. Visit website của nguồn liên kết. Tiếp theo chúng ta sẽ điền cho mình phần địa chỉ ví BSC. Các bạn dùng ví ETH ở trên Trust Wallet hoặc MetaMask. Chúng ta copy phần địa chỉ ETH sau đó quay trở lại gọi paste và nút Submit. Hoàn tất quá trình đăng ký. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ với chuyện alop của dự án Julie Oliver. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.